Và sau 11 ngày bắt giữ thì tóc Khá Bảnh đã được cắt ngắn gọn gàng và tâm lý của bị can này cũng đã ổn hơn phần nào. Và Khá Bảnh đã thừa nhận sai lầm của mình, đồng thời có đôi lời nhắn nhủ đến chị gái và những người thân trong gia đình cũng như là những người đã từng yêu mến Khá Bảnh trong thời gian vừa qua. Sau thời gian nổi đình đám trên mạng xã hội theo cách không giống ai thì cuộc vui cũng đã phải tạm ngừng giữa chừng với Khá Bảnh, tức là Ngô Bá Khá, khi mà thanh niên này đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật. Ngày 4 tháng 4 vừa qua thì cơ quan cảnh sát điều tra công an Bắc Ninh đã chính thức khởi tố Ngô Bá Khá về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Vào ngày 12 tháng 4 thì đoạn clip được báo Công an Nhân dân đăng tải cho thấy những hình ảnh đầu tiên của Khá Bảnh trong trại tạm giam. Sau 11 ngày bị bắt giữ thì tóc Khá Bảnh đã được cắt ngắn gọn gàng hơn và tâm lý bị can này cũng đã ổn hơn phần nào so với khi mới bị bắt. Trong đoạn clip dài hơn 2 phút thì Khá Bảnh cho biết là mình đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, đồng thời có đôi lời nhắn nhủ tới mẹ và chị gái. Ngay những giây phút đầu tiên khi được một cán bộ hỏi bị can nghĩ thế nào về hành vi vi phạm của mình, Khá Bảnh cho biết là đã nhận thức được những hành vi vi phạm pháp luật của mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây cũng là bước lỡ đường trong cuộc vui của mình. Tội mình gây ra thì mình phải chịu thôi, mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tiếp đó khi được cán bộ điều tra hỏi là có muốn nhắn gửi gì với gia đình, với chị, mẹ hay là bạn gái không, Khá Bảnh tỏ ra trầm ngâm và nói: mẹ, con đã đi được khoảng chục hôm rồi, tâm lý con cũng đã thoải mái rồi. Chỉ là mỗi khi nói về mẹ con cảm thấy buồn một chút. Con ở trong này chỉ muốn nhắn gửi tới mẹ là con vẫn khỏe, mẹ ở nhà yên tâm. Con đi mấy năm thì con lại về, con vẫn còn trẻ mà. Không mai con sa ngã, khi mà được về con sẽ trở thành một đứa con ngoan của mẹ. Các chị cũng yên tâm, ít nữa em chuyển qua trại cải tạo, mọi người sẽ được vào thăm em thôi. Ngô Bá Khá nghẹn ngào nhắn gửi mẹ và các chị. Cuối cùng thì bị can Ngô Bá Khá gửi lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ yêu mến mình suốt thời gian vừa qua rằng đừng đi theo vết xe đổ của Khá Bảnh. Mình muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ thời gian vừa qua yêu mến mình: nếu mà còn đang đi học thì hãy học hành cho tốt, đừng đi theo con đường của mình, đừng vi phạm pháp luật như Bảnh bây giờ. Mấy năm nữa Bảnh về, Bảnh sẽ trở thành một người tuyệt vời để mọi người nhìn vào, chứ không phải là để mọi người biết tới quá khứ bất hảo, Khá Bảnh nói. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, và chúng ta cùng nhau hy vọng rằng khi mà Khá Bảnh được tại ngoại thì anh sẽ trở thành một người công dân có ích cho xã hội. Còn bây giờ thì xin chào, và các bạn hãy nhớ là nhấn sub để ủng hộ cho SNews.